chào các anh em, chào mừng các anh em quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình đang ngồi ở quán cà phê Tokusatsu đầu tiên tại Hà Nội. Và quán cà phê này thì mình cũng được do một người quen giới thiệu. À, quán địa chỉ của quán là nằm ở số 3 ngõ 118 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Thì chắc chắn là nhiều bạn sẽ hỏi mình là cái địa chỉ quán là ở đâu mà lạ thế. Thì thực ra là cái hồ Tân Triều này nó nằm ở cuối đường Triều Khúc đi từ phía Thanh Xuân vào. Thì khi bạn đến quán thì bạn sẽ đi đường Tân Triều vào đến nơi bạn gặp hồ Triều Khúc và bạn sẽ đi vòng quanh hồ. Thì bạn sẽ nhìn thấy quán cà phê Simba. Quán cà phê Simba này là do một người khá là nổi tiếng mở, và đồng thời cậu ấy cũng có mở cái Simba Studio chuyên về làm các cái đồ cốt và mũ siêu nhân. Và đây là ba cái sản phẩm của quán. Thì ba cái sản phẩm này tuy nó là cái sản phẩm demo nhưng mà mình đã từng đụng vào hàng Legacy của Bandai Mỹ sản xuất và mình thấy cái chất lượng là nó cũng không kém cạnh bao nhiêu mà giá cả rất là phải chăng. Và thậm chí là bạn ấy có thiết kế những cái khớp đai ở đây khá là giống so với hàng Legacy của Bandai Mỹ. Rất tiếc là Bandai Mỹ thì bây giờ đã ngừng hoạt động rồi. Thì nếu mà các bạn có yêu thích dòng Power Ranger hay là Super Sentai thì bạn có thể liên hệ đặt hàng ở Simba Studio. Ngoài ra thì Simba Studio thì còn làm về các cái Kamen Rider và đặt đồ cốt theo cái ý thích của bạn. Thì tất nhiên là giá cả nó không đắt, ví dụ như các cái mũ ở đây nó chỉ giá vào khoảng 800-1 triệu. Thì đối với dân cốt thì mình nghĩ là cái số tiền này không phải là một số tiền lớn. Thì về thứ hai nữa là mình muốn nói là cái đồ uống ở quán. Thì trên tay mình đang cầm cái danh sách những cái đồ uống của quán. Thì mình thấy rằng là đồ uống quán đây là khá là rẻ, vì nó chỉ có khoảng từ 15 đến 25 nghìn. Tất nhiên cũng có một vài món 30 nghìn, nhưng mà nó không nhiều. Và bạn là sinh viên, bạn túi tiền bạn ít, thì bạn có thể gọi những cái nước sinh tố chỉ khoảng 15-20 nghìn thôi, rất là rẻ. Và ngoài ra thì quán có một số board game và có thể để bạn có thể đến chơi để giết thời gian. Và đặc điểm hơn cả mà mình muốn nhắc đến ở đây là quán cà phê Tokusatsu đầu tiên ở Hà Nội, và đó là một cái tụ điểm rất đáng đến của dân Tokusatsu. Bởi vì theo mình biết rằng dân Tokusatsu bây giờ thì ở trong Hồ Chí Minh thì mình không nói, nhưng ngoài Hà Nội này chỉ có thể gặp nhau qua các fest. Thì ở fest thì vừa nó nóng lực lại vừa đồ ăn lại tốn. Ở đây thì quanh đây là đồ ăn cũng rất là nhiều và điều hòa rất là mát. Tuy rằng là quán có hơi nhỏ nhưng mà tương lai thì theo mình được biết rằng là quán sẽ phát triển và sẽ mở rộng cơ sở hơn. Thì nói chung rất mong các bạn sẽ đến ủng hộ. Và một cái nữa là mình xin lưu ý là khi là các bạn đến, nếu mà đến số người ít thì không sao, nhưng mà đến số lượng nhiều thì có lẽ nên gọi điện trước cho quán, bởi vì cái vị trí để xe ở quán rất là hạn chế. Ngoài ra thì quán có chương trình là hát cho nhau nghe. Thì ở đây có một cái sân khấu rất là đẹp. Đây, quay sang bên này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái sân khấu là có bao gồm cả đàn guitar này, và có rất là nhiều các loại nhạc cụ hiện tại đang cất đi rồi mình chưa quay được. Thì ở đây thì các bạn có thể vào các cái buổi họp thì các bạn có thể lên hát, và nói chung là tự đàn tự hát thì rất là vui. Thì nếu mà lúc nào mà các bạn có nhu cầu ấy thì các bạn cứ liên hệ với chủ quán. Và ngoài ra thì lát nữa mình sẽ chụp những cái bức ảnh review về quán này cho các bạn xem, vì ở đây có rất là nhiều đồ rất là đẹp, mình nhìn cái mà mình mê luôn. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.